ngư dân Roman Yodoro đã bắt được sinh vật mắt đỏ kỳ dị. Nó có cơ thể thun dài đặc biệt, sở hữu đôi mắt to, đỏ rực như máu khiến nhiều người có thể sẽ giật mình. Sinh vật mắt đỏ mà ngư dân Roman Yodoro mới bắt được gần đây là một chiến tích tiếp nối. Roman nổi tiếng bởi thường xuyên bắt được những sinh vật biển kỳ dị, và lần này là con cá dông ba mắt đỏ rực. Sinh vật biển kỳ dị này có cơ thể thun dài đặc biệt, sở hữu đôi mắt to, đỏ rực như máu. Nó được gọi là cá cây ma hoặc là cá dông bay. Có ý kiến cho rằng con cá có hình dạng kỳ lạ vì sống trong môi trường ô nhiễm. Mời quý vị xem video, cá mập hung hãn ngáp sát bé trai gai sau khi đăng tải. Hình ảnh của sinh vật kỳ dị đã thu hút sự chú ý, hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên Instagram. Roman Yodoro thường đăng hình ảnh về những con cá kỳ lạ, hiếm gặp và có phần đáng sợ mà mình bắt được lên Instagram. Lưu Thoa theo Sơn, nguồn kiến thức.